anh không còn lời để cả. Biết nói thì tôi đang hiểu bây giờ. Có lẽ là số phận của mình là như vậy. Có lẽ phần số của tôi là như vậy đó. Cho nên năm nào tôi cũng một lần đón người ta về, một lần tiễn người ta đi. Nhưng còn lần này tôi không bao giờ tôi được đón người ta về với tôi nữa. Thôi, anh đừng có nói gì nữa. Anh đi về đi. Anh đừng nói gì nữa. Anh đừng nói gì nữa.